đường xuống kéo nó lên, nó dịch cái mặt nó lên. Hay dữ vậy đó chị. Chị cũng không nổi. Chị thấy là cái phần má giữa của em nó hơi bị rãnh, rồi lại bị thâm quần. Dạ. Nói chung mặt của em thì chị thấy là top hơi nhiều. Dạ đúng rồi. Bị đổ. Dạ. Ngay cả cái phần là rãnh này. Dạ. Cái phần chán cũng bị hót nè. Dạ. Để chị nhìn nhanh chị coi coi. Cầm hơi thiếu một tí, không muốn chút không? Chút cho đưa ra cho nó thôi. Cho nó vi lai lên hả chị? Cho nó vi lai thôi, tại vì của em hơi thiếu cầm. À. Cái cầm đưa nó lên một tí thì rất là... Dạ. Có bạn của em á, nó đi cấy mỡ đẹp quá chị Mai. À. Nhưng mà em thì cũng hơi sợ phẫu thuật một chút. Thật ra thì cũng không sợ. Ừ. Nếu mà em muốn phẫu thuật á, dạ, mình có thể mình lấy mỡ ở cái vùng bụng của mình. À. Rồi mình lại cấy lên trên cái vùng mặt. Dạ. Nhưng mà thực ra thì không đảm bảo cái độ sống của nó. Có người thì nó sẽ sống. Ồ vậy nhưng mà chị? Cái tỷ lệ nó cũng cao. À. Thật ra chị sợ là nhiều khi mình làm xong cái mình thấy sao nó đâu mất tiêu hết rồi mình thấy mình thất vọng. À. Bây giờ em thấy trên trang của chị Mai quảng cáo cái công nghệ gì mà nano lifting gì mà đầy khuôn mặt mà nó giữ đó, trên đó, một nano đó chị Mai cho nghe thấy khoái. Tại vì cái nano lifting này là nó có bao gồm. À có bao gồm cả cầm luôn hả chị? Trời ơi vậy em không phải là mình làm riêng hả? Nó là giống như là nó cấu trúc cho mình toàn cái gương mặt của mình lại. Dạ. Yeah. Lưu khắc cái gương mặt của mình. Vậy đó hả chị? Hay vậy đó. Yeah. Nó là nâng cơ bằng cái fiber collagen rồi. Ngoài ra là nó lại sử dụng cái RHA tái tạo lại cũng như là lưu khắc gương mặt của mình. Yeah. Nên cái phần này em đang thiếu cho vô. Yeah. Cái phần nó thiếu cho vô. Trời cái phần má nó đổ xuống kéo nó lên. Dịch cái mặt nó lên. Hay dữ vậy đó chị. Chị cũng không nổi. Có đau không chị? Không có đau. Trời ơi cái này nó không có đau. Chị ơi lên làm liền cho em đi cho sao nghe đồ nóng quá. Vậy thôi mình gặp bác sĩ mình làm luôn nha. Dạ cảm ơn chị Mai nha. Cảm ơn em.